cảnh xung đột giữa Israel và Hamas ngày càng gia tăng, Mỹ đã điều hai tàu sân bay của nước này đến phía đông Địa Trung Hải, gần Israel để đảm bảo sự ủng hộ của mình dành cho quốc gia Trung Đông này. Trong một tuyên bố vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford tới phía đông Địa Trung Hải, tiếp cận gần Israel hơn. Lực lượng này bao gồm tàu sân bay, một tàu tuần dương và bốn tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường cùng nhiều máy bay chiến đấu. Lớp Ford là sự kế thừa của tàu sân bay lớp Nimitz. Đây là những tàu chiến lớn nhất và mạnh nhất từng được chế tạo. Dự kiến sẽ có khoảng 9 đến 10 tàu sân bay thuộc lớp này sẽ được chế tạo cho Hải quân Mỹ. Theo kế hoạch, cứ 5 đến 6 năm một tàu sân bay mới sẽ được đưa vào hoạt động và việc xây dựng tiếp tục đến năm 2058. Những tàu chiến mới này sẽ có thời gian hoạt động là 50 năm và chúng được kỳ vọng trở thành trụ cột trong kế hoạch triển khai sức mạnh của Hải quân Mỹ trong suốt thế kỷ 21. USS Gerald Ford được đưa vào hoạt động năm 2017, là tàu sân bay mới nhất của Mỹ, sức chứa lên đến 5.000 thủy thủ. Tàu có chiều dài 337m, rộng 78m và chiều cao là 77m. Với lượng choán nước 100.000 tấn, USS Gerald Ford có thể di chuyển với vận tốc hơn 56 km/h. Tàu sân bay USS Gerald Ford có một lò phản ứng hạt nhân, có thể chở hơn 75 máy bay quân sự, bao gồm Boeing FA-18EF Super Hornet, Boeing J-18G Growler, Northrop Grumman E-2 Hawkeye, Lockheed Martin F-35C Lightning II, máy bay trực thăng Sikorsky SH-60 Seahawk và các máy bay không người lái, USS Gerald Ford cũng được trang bị hệ thống tên lửa RIM-162 Evolversea Sparrow, có khả năng đánh chặn máy bay và tên lửa hành trình, kể cả tên lửa diệt hạng siêu thanh. Ngoài ra, USS Gerald Ford cũng được trang bị hệ thống tích hợp các radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA cho việc phát hiện và theo dõi các mối đe dọa. Trong khi đó, các tàu hỗ trợ như tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga Normandy, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burkhorn Mashhoodner, Ramage, Cagny và Roosevelt có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thực tế. Hôm 14 tháng 10, Lầu Năm Góc tiếp tục điều động nhóm tàu sân bay thứ hai USS Eisenhower di chuyển tới phía đông Địa Trung Hải. Được biết, khoảng 10 ngày nhóm tàu này mới có thể đến được khu vực này. USS Dwight Eisenhower là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, được đưa vào hoạt động năm 1977. Tàu sân bay có chiều dài 332m, chiều cao 74m, lượng choán nước 101 tấn và có thể di chuyển với tốc độ 56 km/h. USS Dwight Eisenhower được thiết kế với hai lò phản ứng hạt nhân và có thể chở tới 9 phi đội máy bay bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và máy bay không người lái có khả năng thực hiện các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát. Giống như USS Gerald Ford, USS Dwight D. Eisenhower được hộ tống bởi các tàu khác như tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Philippine Sea, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Reveille và Mason.